Chào mừng quý vị đến với tiết mục Hot Tips với Thành Tùng của Đài Nét Việt TV. Thành Tùng kính gọi là chào tới ngủ đến với quý vị. Giờ bây giờ thì cho Thành Tùng được giới thiệu bên tay trái của Thành Tùng khách mời ngày hôm nay, chị Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả quý khán giả của Nét Việt TV. Quý vị thấy hôm nay tụi em ăn mặc khác, chút xíu sẽ giới thiệu các nhân vật nào đây nha. Bên tay phải của Thành Tùng có em gái Thanh Thảo. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Thì bởi vì chương trình này được phát hình vào đúng dịp Halloween. Nên quý vị sẽ thấy rằng là không khí Halloween tràn ngập. Tuy nhiên trước khi tụi em giới thiệu tụi em là ai, đến từ đâu, thì cho chúng em được rất là hân hạnh giới thiệu các bảo trợ cho tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân trong khu Paloma Plaza, địa chỉ là 3005 Silk Creek, mở cửa phục vụ quý đồng hương từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, và số điện thoại 408-528-9297. Quý vị ơi, trong thời gian này mà mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng một, và nếu mà quý vị mua trên 400 đồng, quý vị sẽ được tặng một cây son không phai trị giá 27 đồng. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay cũng được hân hạnh bảo trợ bởi Angel Beauty trong khu Grand Century Mall. Nơi đây có đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm với một cô chủ rất là dễ thương, thưa quý vị. Số điện thoại là 408-417-8638. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi nhà hàng Paloma Cafe trong khu Grand Century Mall, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam. Điện thoại 408-277-0922. Chương trình ngày hôm nay cũng được bảo trợ bởi Thái Kỳ Trading về gạo kê dù Hoàng Gia, là loại gạo ngon nhất được lựa chọn cho Hoàng Gia sử dụng và hiện tại đang có bán ở các chợ Á Châu. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-258-8088. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi Văn phòng Thuế Dụng Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân nè, Hùng Hạ, thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên, địa chỉ là 621 Tulip Grove, San Jose, phòng A125, và điện thoại 408-279-5843. Chương trình ngày hôm nay cũng được bảo trợ bởi Castro Valley Town Home, là dự án với nhiều căn hộ được phát triển theo đa chức năng, qua số điện thoại là 669-333-9999. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi DM Karaoke trong khu Paloma Plaza, luôn cập nhật các loại máy mới. Điện thoại 408-223-2300. Chương trình ngày hôm nay cũng được bảo trợ bởi B Pacific Realty and Công Trường, chuyên viên địa ốc làm loan nhiều năm kinh nghiệm, bảo đảm lãi suất thấp nhất, không cần phải trả lệ phí. Hiện tại lãi suất vẫn còn rất thấp, thích hợp để quý vị refinance, giúp giảm bớt tiền mortgage hàng tháng hay lấy tiền ra sử dụng cho nhu cầu cấp bách hiện nay. Khi quý vị cần bán nhà, anh Công Trường cũng list nhà với tiền hoa hồng thấp. Anh Công Trường nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Xin gọi số 408-509-2124. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi An Khang Mì Gia trong khu Việt Nam Town, mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 7 giờ tối, đóng cửa ngày thứ tư. Điện thoại 408-217-9496. Chương trình ngày hôm nay cũng được bảo trợ bởi Tulip Wholesale Nail Supplies, đang super sale với tất cả các mặt hàng nail supply, giá rẻ hơn tất cả các nail supply khác. Free shipping toàn nước Mỹ, điện thoại 408-207-5809. Rất cảm ơn những quý vị thân chủ đã bảo trợ cho tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật ở bên tay trái của Thanh Tùng. Xin hỏi, chị là ai? Chị đến từ đâu? Nếu mà tất cả mọi người có coi Harry Potter thì sẽ biết đây là những nhân vật gọi là thầy giáo, cô giáo mà dạy pháp thuật cho tất cả các học sinh trong Harry Potter. Nhưng mà rất là tiếc là ngày hôm nay để quên cái chiếc đũa thần kỳ ở nhà rồi, cho nên không có cái chiếc đũa để mà thần kỳ. Nhưng mà phải mét với mọi người, cái hôm trước mà đọc tin với lại Thanh Tùng, Thanh Tùng mới nói là chị ơi, chị nhớ là phải hóa trang, nghĩa là Halloween là lộng lẫy lên nha. Cái nói em hóa trang gì, em làm tướng cướp biển dùng Caribe. Xong nói trời, cướp biển là phải có chột con mắt ở nhà. Đó, chị nói vậy xong cái mọi người biết Thanh Tùng nói sao? Em đọc tin mà chị bắt em chột mắt, sao em đọc? nói vậy chị làm gì? Cái nói thì chị nói với Thảo rồi, mua cho chị cái băng đô mà có hình lỗ tai chó rồi thỏ mèo đồ vậy. Gì vậy chị? Gì đơn giản thì chị phải làm nó bật lên chứ. Gì đơn giản vậy, em đâu có chịu.
Thành ra phải về lục lọi tìm tòi để ngày hôm nay có được cái bộ đồ này để xứng với lại cướp biển dùng Caribe. Nhưng mà bây giờ không biết cái này phải cướp biển không nha. Quý vị, như vậy thì cho em được giới thiệu với quý vị, đây là cô giáo đến từ trường dạy pháp thuật Harry Potter, đến từ England. England. Quý vị đây, cô giáo còn đây. Đây, nhân vật nào đây? Em tới từ đâu? Dạ thưa anh, đó như nãy giờ quý vị nghe không? Chuyện Hà mét không mét xong mà nói là đơn giản quá là Thảo đó. Hồi nãy nói làm gì đơn giản, có cái con mèo thôi thì Thảo làm con mèo đơn giản cái biết sao giờ. Nhưng mà quý vị nhìn anh Thảo đi, con mèo đen chắc là mèo hoang quý vị. Con mèo đen. Mèo đen. Dạ con mèo đen. Là con mèo đen không phải là con mèo hoang. Lý do không có mèo hoang nào mà đánh phấn màu sen hồng gì đó. Đúng rồi. Sen hồng. Mèo này phải có chủ. Có chủ này còn mang cái đôi guốc đẹp vậy còn đang mang cái đôi giày đẹp không? Dạ, con em. Con em. Em phải giới thiệu cho bạn được. Em thì em nói thiệt với cái gì lẽ ra hôm nay em làm cướp biển. Nhưng bởi vì thời gian gấp rút quá em không có thời gian thay đồ. Em có đồ cướp biển á chứ mà mới làm cướp biển cực lắm quá gì. Gắn tóc rồi mũ rồi boots rồi áo sơ mi bên trong rồi áo khoác bên ngoài. Còn cái súng đó nha. Em có cái súng đó nha, cướp biển có súng nha chứ cướp biển có chơi tay không. Mà em không có cướp tiền. Em đi em mà cướp biển là em không có cướp tiền. Tại vì bây giờ đâu có ai mang tiền mặt ngoài đường đâu mà cướp. Đâu có dám cướp, em cướp tình. Nhưng mà nghe hiểu liền mà. Nhưng mà không, nhưng mà hôm nay em không làm cướp biển kịp, không hẹn có gì năm sau. Còn bây giờ đó, trước mặt có gì, em là hiện thân của một công tước hay một bá tước nào đó từ một tòa lâu đài. Những gì đó có rất nhiều ma. Từ trong quá khứ, em hiện về. Và trong tòa lâu đài ma đó, em là đứa duy nhất đem mắt kiến cận. Không có ai thời đó tự kiến cận kiểu vậy đó. Thôi về tạm thời như vậy để mừng Halloween với cả nhà của mình ha. Và năm nay thì tôi thấy Halloween nó đặc biệt. Đúng nó đặc rồi. Biệt lắm đúng không? Năm nay Halloween rất là đặc biệt thì tại vì Thanh Thảo là bà mẹ có các em nhỏ thì năm nay kế hoạch Halloween của em làm sao giúp con em mình vẫn vui mà an toàn mẹ. Dạ. Thưa anh Tùng, thưa ngân hàng, thưa quý khán giả, phải nói là Halloween là một cái ngày mà các em nhỏ rất là thích. Cứ mỗi năm thì các em được diện những cái đồ mà các em muốn, như là con gái làm công chúa, còn con trai thì hay làm những cái gì mà nó có thể ta siêu nhân rồi này kia, rồi đi học ở trường được biểu diễn vòng vòng ở trường. Mà năm nay thì rất là tội, các cháu phải ở nhà cũng hóa trang rồi ngồi trước màn hình cùng với thầy cô giáo của mình thì rất là tội. Virtual đó. Dạ. Rồi mỗi buổi tối của ngày Halloween là dẫn nhau đi xin kẹo. Nhưng mà nói thật là năm nay Thanh Thảo không có dám làm chuyện đó. Dù rằng Thanh Thảo biết là cũng có một số nhà họ vẫn để kẹo. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ mình tới mình bóc một viên. Thì nếu mà có bệnh thì cũng có thể trong cái mùa đại dịch như thế này thì Thanh Thảo không dám. Cho nên Thanh Thảo cũng có tổ chức ở nhà. Thì ở nhà cũng cho con Thanh Thảo sẽ bận đồ Halloween, công chúa chẳng hạn, rồi đi gõ cửa từng phòng để mà xin kẹo. Vậy cũng vui. Đây là cách làm mà Thanh Tùng thấy nó hết sức là phù hợp với hướng dẫn của cơ quan y tế của tiểu bang Cali. Dạ. Của tiểu bang Cali cũng như là của CDC. Đây là chút xíu nữa mình có thời gian ha. Mình sẽ bàn với nhau làm sao để có được một cái lễ hội Halloween vẫn có ý nghĩa với con em của mình. Nhưng phải là sự an toàn trong mùa đại dịch. Còn chị Ngân Hà, mỗi năm chị đón Halloween sao, năm nay có gì khác không? Thật sự thì con của chị nó lớn hết rồi, toàn là 20 mấy 30 tuổi, cỡ gì mà nó là Halloween nữa. Nhưng mà chị là hay để kẹo á, mà nghĩa là nguyên một cái rổ kẹo rất là bự luôn để mà chị phát cho mấy cháu mà đến gõ cửa mình. Nhưng mà năm nay thì hai vợ chồng chị là quyết định là không làm điều đó nữa, tại vì muốn có sự an toàn cho bản thân mình cũng như là cho các em nhỏ nữa. Cho nên là hai vợ chồng chị cũng không mua kẹo và tắt đèn, chứ không mở đèn như mọi khi. Rồi hai vợ chồng tự mở phim ma mà coi thôi. Hai chồng tụi phim ma nữa nha. Đó, Halloween mà phải mở phim ma mà coi thôi. Chị nói làm em nhục quá. Không phải không? Em quá nhục. Em thứ bảy tuần trước em cũng mở phim ma, coi nửa chừng quảng quá tắt, cuối cùng coi phim cartoon. Thôi Thanh Tùng cũng vậy quý vị. Mỗi năm em phải khoe với quý vị cái khu xóm nhà Thanh Tùng á,
là nơi mà con nít với người lớn đổ về rất đông. Yeah. Nó đông không thể tưởng tượng được, đông mà quý vị biết là người ta đi kẹt cứng ở bên hai bên lề đường á, là để con nít đổ về đó để đi xin kẹo. Yeah. Cho nên quý vị nào mà năm sau mà hết đại dịch rồi đó, quý vị muốn hưởng cái không khí Halloween đúng nghĩa, tới nhà em, khu phố nhà em đông đông vui mà không có chỗ đậu xe chắc chắn rồi, người ta đi bộ dày đặc, và đặc biệt là con nít nó đông đến độ mà em mua bao nhiêu kẹo cũng không đủ. Quý vị tin á, số lượng tiền mà Thanh Tùng mua đó, năm trước Thanh Tùng mua khoảng 300 tiền đồng tiền kẹo. Wow, không đủ, không đủ, nửa chừng phải tắt đèn, đóng cửa chạy vô nhà trốn. Qua tới năm sau, Thanh Tùng tăng lên số tiền thành 500 đồng tiền kẹo. Cái năm đó vẫn không đủ kẹo, không đủ kẹo để phát luôn. Cái năm vừa rồi đó, năm 2019, Thanh Tùng chi mạnh tay, chi mạnh em chơi 700 đồng tiền kẹo. 700 đồng, em mua một xe, mà em đi hai lần như vậy, mà xe, cái xe của em là xe SUV. Mà chất kẹo hai lần như vậy, chất về nhà để sẵn. Đêm năm ngoái tụi em sẵn sàng là phát kẹo, phát thoải mái đó, phát thoải mái thì cuối cùng sao, năm ngoái bị ế. giờ nhờn vậy, một mớ kẹo đem đi quăng, không dám để dành qua năm sau, tại vì nó hết cái đi. Thành ra năm nay lẽ ra em tính năm nay là mình sẽ có thể từ 500 mà thiếu 700 dư thì mua 600. Cái budget của Thanh Tùng năm nay là 600. Nhưng thưa quý vị, chuẩn bị đi mua thì sực nhớ lại mùa đại dịch. Cho nên chính vì vậy em tiết kiệm được 600. Em sẽ làm để 600 này nè, em để 600 này nè, là mình sẽ làm được những công việc từ thiện. Thanh Tùng sẽ để dành cái tiền này làm từ thiện, đặc biệt là giúp cho bà con miền Trung của mình đang còn lũ lụt nha. Rồi, chút xíu nữa sau phút quảng cáo tụi em trở lại, thì tụi em sẽ mang đến quý vị một vài những cái chia sẻ với nhau, những cái tips làm sao để an toàn trong mùa đại dịch này thôi quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Chúng ta đang ở trong mùa Halloween, phát hình đúng đêm Halloween nữa. Thành ra những an toàn trong mùa Halloween là điều mà tất cả mọi người cùng biết, cần biết với nhau, nhất là những quý vị phụ huynh, đúng không? Ở phần đầu quý vị nghe chị Ngân Hà cho Thanh Thảo đều chia sẻ với quý vị rằng là bởi vì đây trong mùa đại dịch cho nên gia đình Thanh Thảo thì sẽ chỉ có đón Halloween ở trong nhà, gõ cửa từng phòng đi xin kẹo. Còn ở bên gia đình của chị Ngân Hà thì mình sẽ tạm ngưng cái vụ mà cho kẹo cho các em nhỏ trong mùa này. Gia đình Thanh Tùng cũng vậy. Rồi bây giờ đó thì với rất nhiều gia đình, mà nhất là những gia đình có con nhỏ, làm sao để giải thích cho các em rằng là ở cái mùa lễ hội Halloween lẽ ra các em được diễn đồ costume, rồi lẽ ra các em được đi theo bạn bè, đi cùng một nhóm hay đi cùng với phụ huynh, hoặc là ở trong trường các em được tổ chức thi costume. Và bây giờ tại sao nó lại không thể? Việc giải thích cho con em của mình là việc mà cần cái nghệ thuật rất nhiều của quý vị phụ huynh. Người ta luôn thấy rằng là phụ huynh Thanh Thảo là làm rất là giỏi, giải thích rất là giỏi để các em có thể vui vẻ ở nhà với cha mẹ chứ không đòi ra ngoài đường. Thì cho Thanh Tùng được mượn lời của tiến sĩ Mark Gelly, ông là Bộ trưởng Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh của tiểu bang Cali. Ông lên tiếng cho biết rằng là cái ý tưởng mà năm nay vẫn mặc costume, gõ cửa từng căn nhà để đi xin kẹo bỏ vào trong những cái túi, những cái lòng đựng của mình là một ý tưởng hết sức nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm mà tại sao? Chị Ngân Hà cũng là cái giải thích rồi. Tại sao nguy hiểm chị? Đó thì mình để kẹo đó, mình cầm cái tay của mình phát cho mấy cháu, rồi mấy cháu cầm đó rồi xong rồi mình lại lấy cái kẹo đó mình cầm tới mình phát cho đứa này đứa nọ, thì vô hình chung mình đâu có biết cho các cháu đó có bị lây nhiễm hay không, hoặc là mình có hay không, đúng không? Mình lại lây nhiễm cho các cháu thì rất là tội. Đó là cái niềm vui của các cháu, nhưng mà khi mà đến để mà lấy những cái viên kẹo đó lại mang một cái mầm bệnh về, mà nhất là Covid-19 nó rất là ghê gớm như vậy. Cho nên chị thấy là rút cuộc thì quyết định là không cho kẹo, chính tắt xác đèn đó, luôn gì? Tại vì quý vị đừng quên là 40% những người đang bị nhiễm Covid-19 là những người không hề có triệu chứng gì hết. Đó. Không hề có triệu, thậm chí họ còn không biết họ mang bệnh. Họ không hề biết tại có triệu chứng đâu mà biết mang bệnh, đâu có triệu chứng gì đâu mà đi xét nghiệm. Đó. Đúng không? Chính vì 40% nha quý vị, chứ không phải ít. 40% như vậy cho nên bây giờ mình đâu có biết ai là người khỏe và ai là người đang mang virus trong người. Mà bây giờ đó, người ta không biết chứ không phải tại người ta biết mình không làm gì. Người ta không biết, mình không trách người ta được. Rồi bây giờ mình cho con em của mình tới gõ cửa nhà người ta. Thì người ta cũng rất là thương con nít. Người ta chuẩn bị kẹo, người ta ra người ta phát kẹo cho con em mình.
Mọi người có thấy rằng là khi mà tay của người ta đã có virus ở trên đó, người ta hắt hơi, người ta nhảy mũi, người ta có virus, người ta cầm kẹo, người ta phát cho con em của mình. Con em của mình tuổi nhỏ đâu có biết gì, thấy kẹo thì mừng, cầm về nhà thậm chí thấy viên kẹo đẹp thì cứ mân mê trên đó, rồi trước khi ăn còn phải mở ra. Đó là cái con đường truyền virus nhanh nhất, và nó khủng khiếp nhất. Mà có gì thấy, cứ tưởng tượng các em mà đi một đêm như vậy, đi cả trăm căn nhà, 100 căn nhà, có gì tính 40% là nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, thì 100 căn nhà thì 40 căn nhà rất có thể đã có nhiễm nguy cơ đó. Các em á, thì tuổi nhỏ tụi nó lại không có bị những triệu chứng nặng. Nếu các em bị bệnh, các em không triệu chứng nặng gì cả, các em không bị trầm trọng. Nhưng khi các em bị nhiễm bệnh thì sao? Nó sẽ lây cho cha mẹ, lây cho ông bà ở trong nhà, thì đó là những người sẽ gặp nhiều rủi ro hơn. Thật ra cái ý tưởng mà cho các em mặc đồ costume đi gõ cửa từng căn nhà xin kẹo hiện giờ được xem là ý tưởng hết sức nguy hiểm. Nên xin, đó là cái đầu tiên mà quý vị phụ huynh lưu ý. Điều thứ nhì là không khuyến khích. Tiểu bang Cali của mình á, xin được nói, bây giờ Thanh Tùng tin các tiểu bang khác cũng có những biện pháp tương tự nha, cho Thanh Tùng chia sẻ với vị tiểu bang Cali, nơi mà được xem là có đông dân cư nhất trên toàn nước Mỹ. Không khuyến khích đêm Halloween trẻ em ăn mặc costume, đồ hóa trang gõ cửa từng nhà, chứ không cấm nha. Mình không có cấm, quý vị phải hiểu cái ý, không hề cấm, mình chỉ không khuyến khích thôi. Thay vào đó, nếu không làm cái đó thì làm cái gì cho con em mình đây? Lời khuyên là cái gì đây? Thì năm nay quý vị sẽ nghe hai cái từ ngữ tiếng Anh được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất để đón lễ hội Halloween một cách an toàn. Chữ thứ nhất là virtual. Chữ thứ nhì là drive-thru hay là drive-in. Virtual có nghĩa là gì? Virtual là online đó. Tất cả những hoạt động lễ hội về toàn online hết. Ví dụ như thi costume, thi online. Vậy các em mình, mỗi đứa cho sử dụng cái máy ở nhà đó, Zoom á, ha, nó thi với các bạn của nó trong trường, trong lớp. Tất cả là virtual, online, an toàn nhất. Hay là các lễ hội gì đó, virtual, đi thăm nhà ma, đi thăm virtual là an toàn nhất. Cái điều thứ nhì là drive-in hay là drive-through, tức là lái xe đi ngang qua những khu nhà ma, những khu nhà ma người ta trang trí đó, thay vì mình đi bộ, mình đi vào từng căn nhà ma những năm trước. Năm nay để giữ an toàn nên lái xe, có những khu vực mà người ta trang trí, phụ huynh lái xe cho con em của mình mặc costume ngồi trên xe và đi ngang qua những khu nhà ma đó. Thì đó là cái biện pháp an toàn vô cùng. Đây là năm mà đón lễ hội hay bất kỳ lễ hội nào khác được khuyên rằng là touchless. Touchless là làm cái gì cũng được miễn đừng rờ. Đừng đụng. Đừng rờ, đừng chạm vào là an toàn nhất. Nên quý vị biết không, biết ở những thành phố khác làm sao, chứ ở San Jose của tụi em có một sáng kiến, đó là một cái tiệm sửa xe mà người ta có chỗ rửa xe. Tiệm sửa xe và rửa xe thì người ta làm bất ngờ cho quý vị. Mình không biết. Mình lái xe vô cái chỗ mà rửa xe đó, mình lái vô rửa xe thì bắt đầu vừa lái xe chỗ rửa xe thì quý vị biết đèn bật lên, đèn bật lên, đó là người ta biến cái chỗ rửa xe đó thành cái tầng hầm hoảng sợ, tầng hầm kinh hoàng ở ngay San Jose. Thì cho nên cái ông chủ ông kể rằng là tôi làm thử cái mô hình đó, thì có một số người không biết, họ lái xe vô bắt đầu rửa xe, cái họ nhìn thấy những bóng ma xuất hiện, rồi những người mà giả, rồi những cái mô hình á, rồi những con mèo xuất hiện, đèn đánh chớp tắt, họ thích quá, họ thích quá, cái họ chùi rửa xe xong, họ quay trở về nhà, họ rủ bạn bè lên xe, con của họ, con em họ chất một đầy xe, họ quay trở lại rửa nữa, mà có một số phụ huynh đó là một ngày đi hai lần, đi hai lần để cho con em của mình coi, tức là người ta sáng tạo biến cái chỗ rửa xe thành cái họ chúng gọi là tunnel of horror. Là tầng hầm kinh hoàng. Đó là cái sáng kiến ta, tất cả mình ngồi trên xe hay. Rất là hay. Nếu mà quý vị muốn biết cái chỗ đó ở đâu á nha, quý vị muốn biết chỗ đó thì cho Thanh Tùng giới thiệu miễn phí cho ông chủ nè, miễn phí nè. Đó là tiệm Extreme Express Car Wash, tên dài ha, Extreme Express Car Wash. Nó nằm ở trên đường West San Carlos của thành phố San Jose. Mà tiệm á là họ đặc biệt đêm thứ bảy tuần này nha, họ sẽ mở cửa từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Để đi vào bên trong, quý vị trả 20 đồng. Tiền rửa xe 20 đồng, mà một người bao nhiêu người trong xe cũng được. 20 đồng ngồi trên xe. Thì họ nói là họ sẽ hứa họ trích 5 đồng làm từ thiện, họ gửi đến cho bệnh viện San Jose Children's Research Hospital để nghiên cứu
các dự án đi chữa bệnh cho con em. Đó là lời khuyên ha, lời khuyên dành cho tất cả quý vị. Còn ngoài ra đó là làm như cái phương pháp của Thanh Thảo, đúng không? Có nhiều phòng, ở mỗi phòng có kẹo sẵn, ăn mặc costume đi gõ cửa từng phòng để nhận kẹo. Tức là nó tóm lại là lời khuyên là gì? Hãy đón Halloween với những người sống cùng nhà với mình. Cái gì khắc hình ở trên mấy cái trái pumpkin, mấy trái bí á, khắc hình cùng ở nhà cùng làm với nhau. Tức là nên làm những chuyện gì mà cả nhà mình cùng làm với nhau, những người ở cùng trong nhà cùng tham dự trò chơi với nhau, cha mẹ và con cái vẫn an toàn hơn. Rồi nếu có tham dự ở bên ngoài thì quý vị nên tham dự ở những cái mô hình nhà ma kinh dị nào mà ở ngoài trời. Vì ở ngoài trời nó vẫn an toàn hơn là ở trong nhà. Và cố gắng giữ giãn cách xã hội giữa nhóm người trong nhà của mình với những nhóm ngoài căn nhà của mình. Ví dụ như chị Ngân Hà cũng đưa con em đi, Thanh Thảo cũng đưa con em đi, thì hai nhóm không thể nhập được với nhau, thì mình không sống cùng nhà. Nhóm của Thanh Thảo đi trước, nhóm chỉ của chị Ngân Hà đi sau, giữ giãn cách xã hội. Rồi nhóm của Thanh Tụng đi sau nữa, giữ giãn cách xã hội. Mình đi như vậy nếu có những cái mô hình mà cần phải đi chơi. Đó là lời khuyên. Và đặc biệt có nhiều quý vị nói rằng là bắt tụi tôi phải đeo khẩu trang. Thì bây giờ có một số cái costume họ thiết kế cái khẩu trang của luôn. Vậy có tôi có thể xem đây là khẩu trang thay thế cho khẩu trang bình thường được không? Câu trả lời là không. Tất cả những khẩu trang mà thuộc về dạng costume, quần áo mà hóa trang á, nó sẽ không được thay thế cho những khẩu trang bình thường. Điều có nghĩa rằng là bất chấp quý vị hóa trang là gì đi nữa, dù quý vị quyền lực thần thái như cô giáo dạy pháp thuật ở Harry Potter, cô giáo cũng phải đeo khẩu trang. Đúng rồi. Nếu cô giáo đi ra ngoài, hoặc là dù đây là con mèo nhanh, rất là nhanh, thoát ẩn thoát hiện, một con mèo thông minh đi nữa, mèo ơi đi ra đám đông vẫn đeo khẩu trang. Dù con là công tước, bá tước, hoàng tử gì đi nữa vẫn phải đeo khẩu trang. Vẫn đeo khẩu trang và không thể thay thế bằng các loại khẩu trang của costume. Xin nghe lưu ý. Nói tóm lại tất cả năm nay virtual drive-in, hoặc là mình có thể làm theo công thức là những cái nơi mà họ chiếu phim, chiếu phim ma mà chiếu phim ngoài trời á. Ví dụ như là ở gần chợ trời nhỏ của mình hả? Chợ trời nhỏ mình trên đường Snell á. Đó, ở đó người ta hay chiếu phim, nhất là cuối tuần thì tuần Halloween họ hay chiếu phim ma. Thì mình đưa cả nhà của mình ngồi trên xe, ngồi trên xe xem phim ma. Đó, thí dụ đó là những cách mà mình có thể làm với nhau và mình chia sẻ với nhau để nhắc nhở nhau rằng là đón lễ hội Halloween, giữ đúng tinh thần truyền thống của Halloween nhưng phải an toàn trong mùa đại dịch nha. Chúc cả nhà của mình thật là vui. Rồi, sau ít phút quảng cáo, tụi em sẽ trở lại đặc biệt mang đến quý vị câu chuyện bí ẩn đằng sau căn nhà ma, hay là còn gọi là Winchester Mystery House ở San Jose. Đặc biệt trong đó có gì, Thanh Tùng kể quý vị nghe. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Và đặc biệt là đây là tiết mục được thực hiện và được phát hình ngay đúng đêm Halloween, trước khi tụi em kể quý vị nghe những nơi quý vị có thể đến trong dịp Halloween để hưởng cái không khí nó sung sướng, nó hơi hồi hộp một chút. Cho em được hân hạnh giới thiệu các bảo trợ trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân trong khu Paloma Plaza, địa chỉ là 3005 Silk Creek, mở cửa phục vụ quý đồng hương từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, và số điện thoại 408-528-9297. Thưa quý vị, chuyên ngày hôm nay cũng được hân hạnh bảo trợ bởi Angel Beauty trong khu Grand Century Mall. Nơi đây có đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm với một cô chủ rất là dễ thương thưa quý vị. Số điện thoại là 408-417-8638. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi nhà hàng Paloma Cafe trong khu Grand Century Mall, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam. Điện thoại 408-277-0922. Chương trình ngày hôm nay cũng được bảo trợ bởi Thái Kỳ Trading về gạo cây dù Hoàng Gia, là loại gạo ngon nhất được lựa chọn cho Hoàng Gia sử dụng và hiện tại đang có bán ở các chợ Á Châu. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-258-8088. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi Văn phòng Thuế Dụng Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân nè, Hùng Hạ, thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên,
Địa chỉ là 621 Tulip Grove, San Jose, phòng A125 và điện thoại 408-279-5843. Chương trình ngày hôm nay cũng được bảo trợ bởi Castro Valley Townhome, là dự án với nhiều căn hộ được phát triển theo đa chức năng, qua số điện thoại là 669-333-9999. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi GM Karaoke trong khu Paloma Plaza, luôn cập nhật các loại máy mới, điện thoại 408-223-2300. Chương trình ngày hôm nay cũng được bảo trợ bởi B Pacific Realty and Công Trường, chuyên viên địa ốc làm loan nhiều năm kinh nghiệm, bảo đảm lãi suất thấp nhất, không cần phải trả lệ phí. Khi quý vị cần bán nhà, anh Công Trường cũng list nhà với tiền hoa hồng thấp. Anh Công Trường nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Xin gọi số 408-509-2124. Và chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi An Khang Mì Gia trong khu Việt Nam Town, mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Đóng cửa ngày thứ tư, điện thoại 408-217-9496. Chương trình ngày hôm nay cũng được bảo trợ bởi Tulip Wholesale Nail Supplies, đang super sale với tất cả các mặt hàng nail supply, giá rẻ hơn tất cả các nail supply khác. Free shipping toàn nước Mỹ, điện thoại 408-207-5809. Rồi, cảm ơn rất nhiều các chủ nhân cơ sở thương mại dịch vụ thương bảo trợ cho tới một hot tips với Thanh Tùng. Trở lại với chương trình của ngày hôm nay, chị Ngân Hà, nếu như có một nơi nào đó chị muốn đi thăm ngay trong đêm Halloween, hưởng cái không khí nó ma quái một chút, nó rùng rợn chút, chị nghĩ chị nên đi đâu? Thì như hồi nãy em mới giới thiệu đó, Winchester là một cái chỗ mà chị nghe nói rất nhiều, mà bản thân chị á, hãy mà nghe đến là nổi da gà, nghe cái là hú hồn. Nhưng chị mà... đi chưa? Chưa đi, tao nói tao sợ mà đi gì đi. Bởi vì mới nói là ở nhà đi đắp mền hai chồng mở phim ma coi mà không có dám đến chỗ đó, tại vì nghe rất là nhiều những câu chuyện nghĩa là bí hiểm từ cái căn nhà ma đó. Mà chị biết là em là người biết rất là nhiều về những cái chuyện mà bí hiểm đó, thì ngày hôm nay chị muốn em chia sẻ với bà con đồng hương chúng ta nhân ngày lễ Halloween. Thì trước khi Thanh Tùng kể, Thanh Tùng hỏi thăm Thanh Thảo đi chưa? Dạ anh Thảo đi rồi, đi cách đây cũng hơn 10 năm rồi quý vị, đi chung với Thanh Tùng chứ đâu. Ủa, Thanh Tùng hả? Quên rồi. Ủa, vậy hả? Nhưng mà đi rồi, đi tới nơi thôi mà anh Thảo ngồi ở ngoài, anh Tùng đi vô. Anh Tùng với mấy anh chị em cùng một nhóm bạn của Thanh Thảo á, anh Thanh Tùng với mấy anh chị em đi vô, còn Thanh Thảo ngồi ở ngoài, tại Thanh Thảo sợ quá. Thanh Thảo nhát lắm. Đây. Trời ơi, em hỏi quý vị, em hỏi chị Ngân Hà nha. Đi tới đậu ở bãi đậu xe ngay của căn nhà ma, mà tất cả cả nhóm người ta đi vô bên trong, mình ngồi một mình ngoài xe mà bảo rằng là ngồi như vậy đỡ sợ hơn chăng? Trời ơi, cái này mới là can đảm nè quý vị, cái này mới là can đảm nè em. Thảo nhát lắm, kể nghe chuyện này vui lắm nè. Thảo Thảo đi Universal nó có cái chỗ mình đi vô ma, nhớ không anh? Căn nhà ma, nó cũng có một cái căn nhà ma. Trời ơi, Universal đi mà nhắm mắt đi, đi xong ma nó ngoài nó hù đó. Cái đục tưởng tượng không, cái ăn có một cái anh Mỹ, người Mỹ trắng đi trước, anh Thảo cũng là khách đi, Thảo Thảo nhỏ ôm luôn. Lợi dụng tình thế, lợi dụng tình thế là lời quá trời. Thật là có hai cái căn nhà ma ở Universal ha. Chỗ đó nó rất là lạ luôn. Rồi quý vị cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý đồng hương của mình ha, nhất là những quý vị ở ngay San Jose, ngay vùng Bay Area, tại nó gần quá ngay San Jose của mình. Thanh Tùng tin là trong số quý vị đang xem TV hay đang xem YouTube, nhiều quý vị đã ghé ra thăm cái căn nhà bí ẩn này. Thật ra dùng chữ căn nhà bí ẩn thì nó thích hợp hơn, nó đúng hơn chữ căn nhà ma. Cái chữ đúng của nó là The Winchester Mystery House. Winchester là họ của cái gia đình. Cái gia tộc đó. Mystery là sự bí ẩn, căn nhà bí ẩn của dòng họ Winchester, chứ không, nó không hẳn là ma. Nhưng mà thật sự nguyên nhân để xây dựng nên căn nhà này là do ma chỉ đường để mình xây dựng. Còn giờ quý vị nói rằng chứ quý vị muốn đi vô trong đó quý vị gặp ma thì chắc là không rồi. Cho tới bây giờ là cả trăm năm rồi, gần cả trăm năm thì chắc là các hồn ma họ cũng đã đầu thai, họ đã có một cái kiếp sống mới nó tốt hơn rồi. Riêng với bà con của mình sống ở như tiểu bang xa mà quý vị nghe câu chuyện này thì quý vị tò mò, chào mừng quý vị đến San Jose. Tụi em không có ăn tiền gì của cái căn nhà ma này hết, nhưng mà bởi vì đây là một trong những điểm du lịch rất là thú vị để mọi người có thể đến để thăm
để thăm cái căn nhà này. Mình phải mua vé đi vô. Chắc chắn mình phải mua vé để đi vô. Thì cái căn nhà này, cái khu vực này nào có gì? Nó nằm ở trên đường Winchester luôn ha. Nó nằm trên đường Winchester luôn. Mà từ lúc mà mở cửa cho tới bây giờ đó, năm 1923 là bắt đầu mở cửa cho du khách vô, cho tới bây giờ thì hơn 12 triệu người trên toàn thế giới đã đến thăm rồi. Để quý vị biết rằng là cái căn nhà này nổi tiếng lắm, nổi tiếng lắm. Ok, mình bắt nguồn, bắt đầu cái câu chuyện bằng bằng sự việc của một người phụ nữ, bà tên là Sarah. Bà là con gái của một gia đình chuyên làm nghề xe lửa, điều hành xe lửa ở bên New Haven. New Haven là một thành phố nổi tiếng ở tiểu bang Connecticut, quý vị ở miền đông quý vị biết. Thì cho tới năm 1862, bà kết hôn với ông chồng của bà. Ông chồng của bà tên là William Ward Winchester. Thì khi mình lấy chồng thì mình đổi họ theo họ chồng. Nên người ta mới gọi bà là bà Sarah Winchester. Nhưng ông William Winchester này, nghề của ổng á, ổng là con trai của một gia đình giàu có. Giàu có lắm quý vị, gia đình rất là giàu có. Và đặc biệt họ giàu nhờ gì quý vị biết không? Sản xuất và bán súng ống. Ở thời điểm đó, đó là năm 1862 thì họ cưới nhau. Họ cưới nhau xong tới khoảng 4 năm sau, 1866, thì bà Sarah có thai và sanh ra một đứa con sơ sinh. Nhưng đứa con chết vì một căn bệnh bí ẩn, không biết tại sao con chết. Bà bị trầm cảm và gần như không gượng dậy nổi. Cho tới khoảng 15 năm sau, năm 1881, thì ông William Winchester, ông bị mắc bệnh lao và ông qua đời. Sau khi ông qua đời á, thì bà mới cảm thấy có nhiều thứ nó xáo trộn trong căn nhà. Bà sợ quá, không biết trong căn nhà nó có nhiều cái nó bất ổn lắm. Con sơ sinh chết, chồng chết, và rồi nhiều chuyện xảy ra. Nên bà đi coi bói. Bà tới một người thầy bói ở bên Boston. Bà coi bói thì thầy bói mới nhìn ra, mới thấy được rằng là hiện bây giờ có rất nhiều oan hồn, họ bị chết vì súng đạn mà gia tộc Winchester đã sản xuất và bán ra trong thời gian qua. Và trong đó có rất nhiều hồn ma là người da đỏ, người bản địa da đỏ và những người chết trong cái cuộc nội chiến xảy ra ở thời điểm đó. Cho nên những hồn ma này nè, họ thề họ sẽ báo thù bằng cách họ sẽ ám dòng họ của Winchester. Họ tuyên bố rằng họ đã giết chết con trai sơ sinh của bà. Họ đã giết luôn ông bằng cái căn bệnh lao. Và người kế tiếp mà họ sẽ giết chết chính là bà. Bà sợ quá, bà mới nói bây giờ tôi phải làm sao. Thì thầy bói mới chỉ rằng là bây giờ để tránh bị các hồn ma nó theo đuổi và nó giết, chỉ có một cách, bà phải rời khỏi thành phố này. Bà hãy đi về phía miền Tây của nước Mỹ. Bà hãy về đó lập nghiệp. Thì khi về đó hãy xây một tòa lâu đài. Bà sẽ phải xây tòa lâu đài đó liên tiếp. Nếu bà ngưng xây theo ý của các hồn ma, bà sẽ bị chết. Ngày nào bà ngưng xây, bà sẽ chết. Thế là bà nghe theo. Với cái số gia sản, gia tài mà ông chồng bà để lại, 20 triệu Mỹ Kim. Ở thời điểm của năm 1881, mà bây giờ so với thời điểm này đó, 20 triệu đó bây giờ nó hơn nửa tỷ Mỹ Kim. Ở thời điểm này, gia sản kết sổ. Bà mới về tiểu bang Cali. Bà đi thăm cô cháu gái. Bà có cô cháu gái bà rất là cưng. Cô cháu gái đó sống ở thành phố Menlo Park, ở gần đây. Nhờ cô cháu gái giới thiệu, bà mới tìm tới một cái nông trại, một cái trang trại mà đang xây dang dở. Đó là khu vực hiện giờ của cái căn nhà ma. Bà tìm tới đó, bà mới mua cái trang trại đó, bắt đầu xây. Bà bắt đầu xây dựng. Thì bà xây dựng cái trang trại này năm 1884, có gì? Bà biến cái trang trại này ha, nó thành một cái tòa lâu đài 7 tầng. Trong bắt đầu là khoảng tổng cộng là khoảng 8 phòng, xây lên thành 7 tầng. Và quý vị biết rằng là với cái nguồn tài chính dồi dào đó, bà bắt đầu xây từ từ. Cho tới mẹ chồng của bà năm 1897, mẹ chồng bà chết. Mẹ chồng của bà cho thêm bà 2.000 cổ phiếu nữa ở trong công ty Winchester. Tức là tiền rất là nhiều. Cổ phiếu, cái tiền cổ phiếu của công ty bà cũng được hưởng hết. Mẹ chồng chết bà hưởng thêm phần cổ phiếu nữa. Đó là lý do mà quý vị bà có rất nhiều tiền. Bà tiếp tục xây. Quý vị biết rằng là bà trả công cho nhân viên của mình. Bà từ lúc mướn nhân viên, thuê nhân viên, tới khi bà trả tiền cho tới bà đuổi, bà che mặt lại. Không để cho nhân công thấy mặt. Và quý vị biết rằng là cứ mỗi 2 giờ sáng,
Bà thức dậy, bà đi tới một căn phòng riêng. Bà bước vào căn phòng. Căn phòng đó chỉ có 12 chiếc ghế cộng với một ghế của bà là 13. Căn phòng có 13 bóng đèn. Bà bước vào đó để làm gì? Chờ Thanh Tùng sau ít phút quảng cáo trở lại kể cái gì? Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngay trong dịp Halloween. Và Thanh Tùng tiếp tục kể quý vị nghe câu chuyện liên quan tới căn nhà ma là người Việt mình nói, còn người bản xứ họ gọi là Winchester Mystery House. Thanh Tùng có kể quý vị là bà vẫn tiếp tục xây, mỗi ngày đều phải xây. Xây bằng cách nào? Làm sao bà biết cái gì mà bà xây? Quý vị sẽ hỏi như vậy, bà có mướn kiến trúc sư về vẽ kiểu không mà xây? Dạ không, không cần kiến trúc sư. Kiến trúc sư của bà là ai? Chính là các hồn ma. Ở trong tòa lâu đài hiện nay có một căn phòng được gọi là Blue Room, căn phòng xanh. Ở căn phòng này quý vị bước vào thấy một chiếc bàn. Trên bàn có giấy viết sẵn, có 13 chiếc ghế, ở trên là 13 cái bóng đèn. Bà là một người ngồi trong đó, 12 chiếc ghế còn lại dành cho những oan hồn. Những oan hồn đó họ đến rồi họ đi, họ đến rồi họ đi mỗi đêm, cho nên nhiều oan hồn khác nhau. Chính những oan hồn đó họ mới chỉ cho bà ngày mai xây cái phòng nào, phòng theo kiến trúc nào, dáng dấp ra sao, hướng về hướng nào. Và mỗi đêm phải nghe sự hướng dẫn của các oan hồn đó để tiếp tục xây. Chính vì vậy mà quý vị biết, chỉ sau một thời gian ngắn thôi nha, chỉ sau một thời gian ngắn thôi thì bà xây một tòa lâu đài. Bây giờ đây là con số nha. Khi bà chết thì tòa đài của bà tổng cộng 160 phòng, 2.000 cánh cửa, 10.000 cái cửa sổ, 47 cái cầu thang, 47 cái lò sưởi, 13 cái nhà tắm, 6 cái nhà bếp. Và đặc biệt những ô cửa sổ đó mà gắn những cái miếng thủy tinh màu đó, nó thường là tập trung con số 13. Tất cả là những con số 13. Cái bậc cầu thang đi lên đó, 13 bậc. Đèn chùm á, ở mỗi phòng 13 cái. Tất cả đều đáp ứng con số 13 theo đúng yêu cầu của các oan hồn. Thưa, sau đó thì bà qua đời. Bà qua đời năm 1922 vì bị bệnh viêm khớp. Bà sống ở trong căn nhà đó luôn. Bà sống trong căn nhà đó. Bà chết ngay trên chiếc giường trong căn phòng riêng của bà, ngay trong căn nhà đó, vào một buổi sáng năm 1922. Vậy quý vị đừng quên rằng là Cali của mình có một trận động đất rất là lớn năm 1906. Trên tòa đài của bà gồm có 7 tầng. Thì trận động đất ở San Francisco mình ảnh hưởng tới cả vùng Bay Area, thì nó bị sập. Nó bị sập một phần. Cho nên bây giờ đó, khi quý vị tới, quý vị thấy rằng là nó không vĩ đại như Thanh Tùng vừa kể, là vì ảnh hưởng của trận động đất 1906. Rồi bây giờ quý vị sẽ đặt câu hỏi là sau khi bà chết đi thì tòa đài thuộc về ai? Ai quản lý đó? Sau khi bà chết thì bà có để lại di chúc? Bà có một cô cháu gái, bà cưng cô cháu gái lắm. Bà để hết, để hết tất cả tài sản, bà để hết quần áo, để luôn cả vật dụng trong nhà cho cô cháu gái. Cô cháu gái phải mất 7 ngày liên tiếp mới chở hết được quần áo, gia sản trong tòa đài đó chuyển đi. Riêng cái tòa lâu đài đó là thuộc quyền sở hữu của cô cháu gái. Cô cháu gái mới cho thuê cho một người quen trong gia đình thuê. Thuê một thời gian thì người thuê đó họ mua luôn. Họ mua luôn cái căn, cái tòa đài này. Và khi họ mua luôn thì họ nghĩ rằng là tại sao không khai thác bằng cách cho du khách ở ngoài vào xem. Tại họ nghĩ cái câu chuyện nó quá là bí ẩn cho du khách vào xem. Thì bắt đầu năm 1923 là du khách được vào xem. Và bây giờ đó, người mà thừa hưởng cái tòa đài đó không phải là cô cháu gái nữa, mà là người ở bên ngoài. Một cái gia đình ở bên ngoài. Họ vẫn tôn trọng tất cả các kiến trúc, không có sửa đổi gì hết. Nên quý vị bước vào quý vị thấy tất cả còn được giữ nguyên. Giữ nguyên cái kiến trúc của 1890, 1895, kiến trúc của năm 1990, tất cả còn nguyên vẹn như Thanh Tùng nói trước. Là khi quý vị bước vào đó, cỡ Thanh Tùng không cao lắm, Thanh Tùng là người tầm dốc trung bình, mà Thanh Tùng bước vô mình bước vô mình phải cúi đầu. Tất cả các bậc thang khi vô trong phòng phải cúi đầu. Lý do các phòng cái cửa đều ngắn, cửa đều rất là ngắn và rất là thấp, là tại vì bà Sarah là người thấp người.
và thách người lắm. Nên bước vào quý vị thấy tất cả mọi, có những cái cửa sổ hay những cái cửa mà bí ẩn á, mở cửa ra không đi tới đâu cả. Tất cả đều bí ẩn, không có những cái chuyện xây cất mà không hề giải đáp được. Thì cái tòa lâu đài này mở cửa cho người ta vào du lịch, nhưng mà ngay mùa đại dịch thì bị đóng cửa một thời gian, tại vì không có tiện. Nhưng mà thời điểm này khi Thanh Tùng đang thưa chuyện với quý vị thì được phép mở lại rồi. Thường á sẽ có tour guide dẫn đường cho mình đi, sẽ có giới thiệu, nhưng mà bây giờ vì đại dịch cho nên không có tour guide nào hết. Quý vị sẽ tự đi, quý vị sẽ tự đi một mình, đi chung một nhóm với nhau nha quý vị. Là đi phải nắm tay nhau, đặc biệt là trong những buổi tối mà là tối Halloween này nè, người ta sẽ phát cho quý vị cái đèn pin. Quý vị vừa đi vừa quét như thế này, mà quý vị nếu mà quý vị may mắn, quý vị quét đúng một gương mặt đó nha. Nổi da gà rồi Tùng ơi. May mắn em ơi, may mắn. Có câu chuyện kể như vậy là có một phái đoàn, họ cũng đi gần đây thôi, phái đoàn họ cũng đang đi thăm căn nhà, thì họ thấy có một số các bác, các chú các bác mà xây dựng, sửa chữa một số nơi đó. Thì có gặp một bác có giãy tay chào, bác giãy tay chào, thì phái đoàn đi ngang giãy tay chào lại bác, rồi bác cúi xuống bác lại đào đất. Cho tới khi đi thăm hết căn nhà rồi đó, mới tới một cái khu mà mình ngắm lại những người đã có công xây dựng căn nhà. Và một trong những tấm hình cho thấy những người đã từng xây dựng cái căn nhà này là cái bác hồi nãy đang giãy tay chào mình lúc mình bước lên cầu thang. Nếu có gì may mắn đủ, đi không em? Nghe là hú hồn rồi. Ok, đó là cái câu chuyện một lần nữa. Winchester Mystery House ở thành phố San Jose. Nếu mà cư dân San Jose mà có gì bỏ lỡ cái địa điểm này thì nó uổng. Nha, có gì bỏ lỡ rất là uổng. Thì đó là tùy quý vị ha. Bây giờ đó thì trở thành công ty của người khác rồi, không còn có gia đình Winchester nữa. Đó là câu chuyện. Rồi, bây giờ sau cái vụ hồn ma, sau vụ hồn ma thì trời ơi, tôi biết nhiều chuyện ma hấp dẫn. Làm sao anh kể quý vị những chỗ hấp dẫn. Rồi, bây giờ tới ngày bầu cử quý vị. Ok, bây giờ mình đang chuyển nhau là ngày bầu cử chỉ còn mấy ngày nữa thôi, chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Thì cho Thanh Tùng nhắc nè, Thứ bảy tuần này, lúc quý vị đang xem chương trình đó, thứ bảy tuần này, ngày 31 tháng 10 là ngày các phòng phiếu tại tiểu bang Cali đồng loạt mở ra. Tất cả các phòng phiếu mở ra, quý vị nhớ, năm nay mình là bầu cử sớm, cái vụ mà gửi phiếu bầu qua thư thì đã tiến hành rồi. Bây giờ tới việc các phòng phiếu mở ra để quý vị đi bầu cử sớm. Năm nay mình sẽ có 3 ngày bầu cử sớm ở các phòng phiếu, đó là thứ bảy tuần này 31 tháng 10, chủ nhật tuần này 1 tháng 11 và thứ hai tuần tới ngày 2 tháng 11. 3 ngày bầu cử sớm. Tất cả các phòng phiếu ở tất cả các quận hạt trên toàn tiểu bang Cali đều mở cửa nha, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mời quý vị nếu muốn đi bỏ phiếu trực tiếp in person thì quý vị nhớ tới cho đúng giờ. Ngoài ra những quý vị nào có phiếu bầu bằng thư, quý vị không có gửi qua đường bưu điện vì lý do đó mà cũng đúng. Tại vì thứ ba là cái ngày mà bưu điện phải đóng dấu cái phiếu của quý vị. Mà lỡ mà quý vị để cho cái thư của quý vị đó đóng dấu sau ngày 3 tháng 11 thì phiền. Cho nên nguyên tắc là như vậy. Những quý vị bầu qua thư xin lưu ý, quý vị cái phiếu bầu của quý vị đó phải có đóng dấu bưu điện trước hoặc là hạn chót là ngày 3 tháng 11. Và tiểu bang Cali sẽ đợi quý vị 17 ngày để nhận phiếu bầu sau 3 tháng 11. Rồi, hai hiểu anh hiểu rồi đó. 17 ngày chờ phiếu bầu của quý vị. Thành ra là những quý vị nào mà cho tới giờ này ngại rằng là mình gửi bưu điện mà gì đấy bưu điện ta không kịp đó, thì quý vị nên cầm cái lá phiếu của quý vị đến tận nơi bầu cử, bắt đầu từ thứ bảy tuần này ta mở cửa, bỏ phiếu của quý vị vào trong thùng phiếu để quý vị an tâm nha. Đó là một cách. Hoặc là người ta sẽ để một cái thùng phiếu ở ngoài curbside trên những cái lề đường, quý vị lái xe tới quay kiến xuống thảy vô trong drop off trong đó quý vị chạy đi nha. Đó là một cách nữa. Rồi, lời khuyên bây giờ là mà gửi bưu điện thì Thanh Tùng e rằng chắc không kịp. Bưu điện mùa này là biết bao nhiêu triệu phiếu, ta sợ là giao không kịp. Quý vị nên đi bỏ phiếu ngay tại những điểm đó, quý vị an tâm. Rồi, quý vị nhớ còn riêng ngày tổng tuyển cử là ngày thứ ba, 3 tháng 11, tất cả các phòng phiếu vẫn tiếp tục mở cửa. Là ngày thứ tư đó, nãy mình có 3 ngày bầu cử sớm cộng với ngày tổng tuyển cử là 4, thì ngày đó sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối để quý vị đi bầu, để tránh cái tình trạng đông người nha. Thanh Tùng thì dự trù là em sẽ đi bầu vào sáng sớm ngày mai thứ bảy. Thanh Tùng rất là thích đi bầu cử trực tiếp. Thì quý vị biết rằng 9 giờ sáng ta mở cửa, 6 giờ sáng em phải dậy, tắm rửa xong, làm sao mà em phải có mặt ở phòng phiếu càng sớm càng tốt. Là bởi vì ngày mai cái line
hàng rất là dài. Rất dài. Bây giờ nó có đi bầu rất là dài. Và chịu khó xếp hàng sớm nha. Đi bầu cử trực tiếp, xin làm ơn đi bầu, bầu ai cũng được. Nhưng mà quý vị làm ơn đi bầu, đây là lúc quý vị phải lên tiếng nói cho mình, cho gia đình, quan tâm tới những vấn đề chung quanh. Đó là chuyện bầu cử. Còn một cái nữa, những quý vị nào đi bầu bằng thư, bằng gửi phiếu qua thư đó, nếu đừng bưu điện dũng vậy, thì xin quý vị lưu ý, cái kỳ bầu cử sơ bộ hồi tháng 3 vừa rồi, 100.000 phiếu bầu đã bị quăng bỏ vì vô hiệu lực. Quăng bỏ tại sao? Là tại vì những phiếu bầu đó tới sau thời hạn cho phép. Hồi tháng 3 vừa rồi, tiểu bang Cali là mình cho 3 ngày, 3 ngày sau ngày bầu cử. Có những phiếu bầu tới sau 3 ngày, người ta quăng. Nên quý vị lưu ý, Cali mình lần này chờ quý vị 17 ngày. Nếu quý vị, vì lý do nào đó, phiếu quý vị tới sau 17 ngày, người ta quăng. Là điều thứ nhất. 28.000 phiếu bầu của kỳ bầu cử tháng 3 vừa rồi đó, bị xem là bất hợp lệ. Lý do đơn giản, người ta quên ký tên ở trên lá phiếu. Quên ký tên, bất hợp lệ, quăng. Quên ký tên ở trên bì thư, gửi đi, người ta sẽ xem không hợp lệ. 28.000 phiếu bầu, quý vị không muốn phiếu bầu của mình bị vô hiệu quá, xin đừng quên ký tên. Điều kế tiếp nữa, ký phải ký làm sao cho trùng hợp với những cái chữ ký trước của quý vị cho những kỳ bầu cử khiếm diện. Kỳ bầu cử khiếm diện của những năm trước quý vị ký một kiểu, hai năm sau quý vị bầu cử lại thì làm sao quý vị chữ ký không có trùng. Lý do là tại vì hai năm trước quý vị ký như vậy, xong mấy tháng sau làm ăn không có khá, hay giận chồng giận vợ gì đó đổi chữ ký cho phong thủy, thì giờ đổi chữ ký rồi người ta so lại chữ ký của hai năm trước không có trùng thì rất là phiền. Năm nay đó thì văn phòng bầu cử họ nói rằng họ sẽ cố gắng, nếu không trùng họ sẽ liên lạc với quý vị để quý vị ký lại cái chữ ký cũ nha. Nếu quý vị không chứng minh được thì người ta đành phải quăng lá phiếu của quý vị đi. Thành ra ráng ký cho đúng với chữ ký cũ quý vị, nhất là chữ ký ở trên thẻ ID. Rồi quý vị ơi, cuối tuần này có nhiều chuyện để nhắc nhở, nhưng chuyện mà không thể không nhắc, làm ơn đổi giờ giùm em nha quý vị. Nha, tối nay khi quý vị vừa xem xong chương trình á, quý vị vừa xem xong chương trình nè, rồi quý vị đi ngủ nè. Halloween xong nè, đi ngủ nhớ dặn đồng hồ lùi lại một tiếng. Lùi một tiếng, đi ngủ lúc 11 giờ đêm, lùi lại thành 10 giờ tối. Kẻo không quý vị sẽ đi sớm hơn người ta vào sáng chủ nhật. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Quý vị có thể xem lại tiết mục này ở trên YouTube, gõ chữ Hot Tips với Thanh Tùng sẽ có ngay. Xem xong nhớ cho em xin một cái like, nhớ subscribe, lần sau mình xem tiếp. Quý vị muốn bảo trợ cho tiết mục này ở trên TV phát hình khắp vùng Bay Area, gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình sẽ được chương trình promotion. Rồi, chị Ngân Hà xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Dạ, Thanh Thảo xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Và một lần nữa, chúc cho quý vị một Halloween thật là an lành, thật là an lành. Và quý vị bầu cử, nhớ đi bầu, nhớ đi bầu, nhớ đi bầu, nhớ quý vị. Hẹn gặp lại tuần tới. Cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần vui vẻ.